À, xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản tiktok phiên bản trung quốc và cách khắc phục cái lỗi đó là bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi quá thường xuyên thì để cài phiên bản tiktok trung quốc thì các bạn sẽ vào trong cái trang web mình để ở phần mô tả của video. Còn đối với những cái bạn nào đang sử dụng điện thoại của Xiaomi thì mình cũng để ở trong cái phần mô tả các bạn sẽ download về. Bây giờ mình sẽ chạy phiên bản TikTok. Sau đó bạn sẽ nhấn vào trong cái biểu tượng ở góc dưới. Và lúc này các bạn sẽ chọn cái mã vùng điện thoại là 84 là của Việt Nam. Sau đó bạn sẽ nhập cái số điện thoại của bạn vào. Thì các bạn nhập đầy đủ số điện thoại kể cả số 0. Bạn sẽ chết vào trong cái ô vòng tròn Thì lúc này các bạn sẽ chờ để các bạn nhận được cái mã code. Nếu mà các bạn vẫn chưa nhận được mã code thì bạn sẽ chọn đề nghị là cấp lại mã code. Và sau đó nó sẽ gọi điện. Nhưng mà nó sẽ gọi bằng cái tiếng Trung Quốc. Do vậy mình cũng không có hiểu cái gì cả. thì các bạn chờ cho cái thời gian nó hết, các bạn lại đề nghị cái mã code khác. Thì bạn sẽ nhấn vào trong cái nút này để bạn đề nghị mã code khác. Và lúc này mình nhận được cái mã code này, mình sẽ nhập vào. Đó thì tới bước này bạn sẽ gõ tên à, tài khoản. Thì xem như là thành công. Còn trường hợp mà nó sẽ thông báo là bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi quá thường xuyên thì cái lỗi này xảy ra khi mà bạn sử dụng cái địa chỉ internet nhà bạn bạn đã đăng ký cho TikTok phiên bản quốc tế và bây giờ bạn lại sử dụng cái số điện thoại đó bạn lại đăng ký TikTok phiên bản Trung Quốc thì nó sẽ báo cái lỗi này và có cái cách khắc phục đó là các bạn hãy đổi địa chỉ Wi-Fi tức là các bạn có thể nhờ Wi-Fi của hàng xóm để các bạn đăng ký thành công và sau đó các bạn đổi lại cái địa chỉ wifi nhà các bạn như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách đăng ký tài khoản tiktok phiên bản trung quốc cũng như là cách sửa lỗi mà rất là nhiều bạn gặp phải và mình cũng đã mất một ngày để mình tìm ra cái lỗi này à, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau